Xin chào các bạn. Khi Butterfly ra mắt, đây có thể xem là thiết bị đầu tiên trên thị trường có màn hình Full HD. Tuy nhiên, HTC bán thiết bị này ra không phải là con át chủ bài của mình trong năm 2013. Thể hiện rõ nhất là cái việc là nó hầu như không có sự thay đổi nhiều về phần mềm, về giao diện, mà chỉ là một chút thay đổi là đó chính là cái màn hình của nó là có độ phân giải Full HD mà thôi. Cấu hình cũng không có gì khác biệt so với sản phẩm của năm ngoái. Sử dụng speed xử lý Snapdragon S4 Pro. Tuy nhiên, One ra mắt đã mang lại sự trải nghiệm hoàn toàn mới với người dùng, đặc biệt đó là sự nâng cấp của giao diện Sense 5. Thì rốt cuộc là Sense 5 và Sense 4 có gì khác biệt? Và sắp tới đây HTC có bán cập nhật phần mềm cho người dùng Butterfly lên cái giao diện Sense 5 này. Vậy là bạn sẽ nâng cấp hay là vẫn sẽ giữ nguyên cái giao diện gốc Sense 4 cho đây? Về cái giao diện này, các bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt, đó là trên cái Sense 5 sẽ xuất hiện một cái trang gọi là Blink Feed. Trang này cụ thể hơn là nó là một cái trang để các bạn đọc tin tức mới ngay tại màn hình home screen của mình ở bên trái. Nó sẽ luôn cập nhật tin tức từ những cái mục bạn lựa chọn như là báo chí, bóng đá, rồi tin Facebook, vân vân. Tuy nhiên thì trên Sense 4 thì không có cái này. Với nước ngoài thì có lẽ là khá là hữu ích, nhưng mà Việt Nam không thực sự hữu ích cho lắm, là nó không hỗ trợ thêm các trang từ Việt Nam, như là chúng ta có các trang báo như là Dân Trí, VN Express, vân vân thì không thêm vào được. Chủ yếu là chúng ta có thể đọc Facebook mà thôi. Trên giao diện Sense 4 thì đầu tiên mình sẽ thử cho các bạn. Chúng ta zoom màn hình home screen lại thì sẽ có, mình sẽ thêm tối đa xem là được bao nhiêu nè. Chúng ta sẽ tổng cộng sẽ có 7 màn hình home screen. Trong khi đấy, trên cái giao diện Sense 5 chỉ có 4 màn hình home screen để thêm các widget cũng như là thêm các tiện ích vào màn hình này. Thì theo như HTC, họ đã khảo sát thị trường và nhận thấy là 4 là con số quá đủ là cho người dùng, 7 là thừa. Thì đây, mình sẽ thêm các widget vào xem các bạn sẽ biết ngay sự khác biệt tiếp theo là gì. Đây là các widget mà HTC cài đặt sẵn trên Sense 5 và Sense 4. Chúng ta không còn thấy những cái album ảnh dạng lưới, dạng 3D đẹp mắt trước đây nữa, mà thay vào đấy là những cái widget được tối giản hóa, hết sức là giản dị và nó không còn nhiều cái trang như trước đây. Ở đây cái HTC sử dụng giao diện Sense 4 của mình có đến 21 trang khác nhau, và 21 trang này có chứa rất nhiều các tiện ích đẹp như là cái đồng hồ thời tiết 3D, thời tiết này. Giao diện 3D mỗi khi các bạn chuyển trang thì phải nói là nó bật lên đẹp vô cùng luôn. Tuy nhiên thì với giao diện Sense 5 thì tất cả những điều này đều biến mất đi. Và các bạn sẽ nhận thấy ngay là cái điều đặc trưng duy nhất mà HTC còn giữ lại đó là cái đồng hồ này của nó mà thôi. Nó mất đi cái đồng hồ ban đầu này của HTC, nên là mất đi cái giao diện thời tiết rất đẹp trước đây của HTC rồi. Và chúng ta vẫn có bên dưới là có một cái thanh dock gồm 5 cái phím, bao gồm phím nghe gọi, nhắn tin và các phím các bạn tùy biến vào một cái phím giữa là menu. Tuy nhiên bấm vào menu, đây là danh sách ứng dụng của máy, các bạn sẽ nhận ra trên giao diện Sense 5 chúng ta chỉ có một cái mục luôn hiển thị được thời tiết và đồng hồ nhiệt độ của khu vực mà bạn đang sinh sống. Sense 4 thì không có. Và sự khác biệt đã bắt đầu xuất hiện từ cái việc là giao diện Sense 5 đưa trải nghiệm người dùng là theo kiểu chiều dọc như kiểu là Windows Phone, các bạn thể vuốt xuống để xem được danh sách ứng dụng. Trong khi đấy giao diện Sense 4 lại hướng cho các bạn là vuốt theo chiều ngang, qua lại trái phải như thế này. Và ngoài ra cái thanh dock ở bên dưới sẽ mất đi, không còn lại 5 cái phím bấm ban đầu như là ra ngoài bên ngoài màn hình nữa, mà thay vào đó là những cái mục như là danh sách ứng dụng, liệt kê ứng dụng hay sử dụng này, tải về, tất cả, và nó không còn cái thanh dock này. Thanh dock này thì mình thấy là trước đây giao diện cũ của Samsung thì họ hay có, nhưng mà dường như thì Samsung cũng loại bỏ cái tính năng đấy đi rồi. Chúng ta sẽ vào mục cài đặt. Thì trong cái HTC này, nhân tiện nói về cái thanh thông báo trạng thái, lên Sense 5 họ vẫn không có cải biến về thanh thông báo trạng thái. Thì thường các nhà sản xuất khác họ có trang bị các phím tắt trên này để kết nối nhanh dữ liệu mạng Wi-Fi 3G, thì giao diện Sense 5 và Sense 4 từ trước đây cũng không có cái này. Lẽ ra HTC này thêm vào chúng ta sử dụng sẽ tiện ích hơn. Giao diện cài đặt thì không có nhiều sự thay đổi cho lắm. Cái sự cảm nhận đầu tiên các bạn đã nhận thấy đó là cái việc là những cái biểu tượng này nó là làm không còn những cái đường cong, không còn những cái biểu tượng 3D nổi, mà thay vào đấy là những cái đường vẽ 2D rất là đơn giản thôi, như kiểu là các bạn vẽ bút chì vậy. Thì nó nhìn nó thực sự là nó dịu mắt hơn, chúng ta không cảm thấy là nó hơi bị lòe lẹt một tí. Nhưng mà cái này là thích hay là không thích thì là phụ thuộc vào các bạn. Với cá nhân mình thì mình thích cái giao diện Sense 4 hơn, và mình sẽ nói là vì sao thì ở cái mục sau. Đầu tiên thì Sense 4 sẽ có một cái mục gọi là mục cấu hình. Chúng ta có thể gọi ngắn gọn nó, đây chính là cái mục mà chúng ta có thể thiết lập sao cho cái thiết bị của mình tùy theo những cái mục đích sử dụng. Như là cái mục là chúng bạn sử dụng mạng xã hội, các bạn áp dụng vào thì lập tức cái màn hình home screen các bạn sẽ thay đổi toàn bộ. Nó sẽ áp dụng toàn bộ những cái gì liên quan đến mạng xã hội như là danh bạ yêu thích này, cái tin nhắn gần đây, rồi bảng những công việc cần làm, friend stream. Đây chính là cái mục có thể nói là new feed Facebook hoặc là mạng xã hội của các bạn. Ngoài ra thì ví dụ như là các bạn hay sử dụng với giải trí hoặc là công việc du lịch, các bạn có thể áp dụng được ngay, rất là tiện lợi. Giao diện nền chính là cái theme của nó, các bạn có thể thay đổi các theme khác nhau như là giao diện mặc định HTC này, giao diện M, giao diện thép hoặc là giao diện than chì. Mình áp dụng cho các bạn xem, thấy ngay lập tức là cái tông chính của nó này, các phím bấm tông chính, màn hình khóa,
thì đều được thay đổi theo một phong cách mới rất là đẹp và ấn tượng. Thì trên Sense 5 đã không còn những cái này, tất cả đều đã biến mất hoàn toàn. Phải nói là đây là một cái điều không biết là đáng tiếc hay là có thể nói là vui mừng đối với người tiêu dùng nữa. Và cái mục cài đặt này thì chúng ta có cho cái mục gọi là thay đổi màn hình phong cách màn hình khóa. Đây là cái duy nhất còn lại trên Sense 5 giống với Sense 4. Nó cho phép chúng ta thay đổi các màn hình khóa như là cho phép từ màn hình khóa truy cập nhanh các thông báo trong ngày này, hiển thị album ảnh, trình chơi nhạc, hoặc là chúng ta có thể tắt màn hình khóa đi. Thì Sense 4 cũng có, nhưng mà Sense 4 còn đẹp hơn rất là nhiều với các biểu tượng như là thời tiết này, album ảnh của nó nhưng mà theo kiểu dạng 3D bay lên đẹp hơn. Còn với chiếc Sense 5 nó là giao diện 2D bình thường, không có gì ấn tượng hết. Tin nhắn và đặc biệt là mình kết nhất được cái thời tiết của nó, ui dồi ôi, mở máy ra mà mặt trời cứ đập vào mặt thì đúng là tuyệt vời luôn. Đấy thì tiếp theo, vậy thì tại sao mình lại nói Sense 4 mình lại thích nó hơn? Các bạn hãy nói như thế này nhé, khi mà mình cầm chiếc HTC Butterfly, mình cầm Xperia Z Optimus G Pro, mình vẫn ấn tượng nhất với Butterfly tại vì chính là nhờ cái giao diện của nó. Các thiết bị hiện nay thị trường cao cấp đều có màn hình Full HD. Tuy nhiên màn hình Full HD ấy, các bạn xem thì nói chung là cũng na ná nhau thôi. Nhưng mà nhờ cái giao diện Sense 4 các bạn sẽ thấy là những cái biểu tượng, những cái hiệu ứng cửa sổ, rồi những cái hiệu ứng mà thời tiết các thứ nó làm quá đẹp 3D của nó, làm nổi bật hẳn lên cái màn hình Full HD của chiếc Butterfly này. Nên khi chúng ta mở ra ấy, những cái biểu tượng nó sống động và cảm giác như nó nổi trên màn hình. Chúng ta chạm vào đến đâu là cảm giác như đang thực sự là ngay ở phía trước mặt mình luôn. Như kiểu là các bạn khi xem phim 3D ở ngoài rạp ấy thì nó cũng dạng như vậy. Và các cái những cái giao diện kia, giao diện như là Touch Switch của Samsung, rồi giao diện Optimus của LG, hay là giao diện Timescape, giao diện Social Life của hãng Sony, họ không làm được những điều đó. Tại vì cái giao diện Sense 4 này là một điểm đặc trưng của HTC và từ xưa nay chúng ta đã đánh giá đây là một giao diện đẹp nhất trên thị trường di động. Nhưng mà Sense 4 có một cái hạn chế là nó nặng, thật sự là nó nặng thật. Nó là làm cho máy chúng ta sẽ trì trệ và chạy chậm hơn, đặc biệt là về sau sử dụng. Càng lâu các bạn đặt càng nhiều các tiện ích, các widget 3D này sẽ làm máy chậm. Vì thế nên bị người dùng kêu ca quá nhiều. Sense 5 đã là một bước tiến mới. Nó tối giản đi toàn bộ cái giao diện này mà mình phải nói là HTC One ấy, cấu hình của nó nếu mà đo điểm hiệu năng không cao bằng Galaxy S4 chạy Exynos, nhưng mà cái tốc độ của nó mình có cảm giác là nó nhanh hơn cả Galaxy S4. Tại vì mọi thứ như hiệu ứng chuyển cửa sổ này, rồi những cái tiện ích và mọi thứ nó không còn nặng như trước đây. Nên khi chúng ta bấm vào những cái ứng dụng đó lập tức là sẽ được phản hồi ngay, rất là nhanh chóng. Nên mà dùng thực sự là nó thích hơn rất nhiều về cái hiệu năng của cái hai cái giao diện này. Ở đây thì mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Về cái mình sẽ tăng cái độ khung hình của hai cái thiết bị này lên, các bạn sẽ nhận ra ngay là cái khung hình trên cái giao diện Sense 5 và Sense 4 khác như thế nào. Chúng ta sẽ vào từ điện thoại này, rất là nhanh. Vào tin nhắn, các bạn có thể thấy là chiếc HTC One vẫn nhanh hơn so với chiếc Butterfly này. Nói chung là về hiệu ứng cửa sổ nó được tối giản đi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy là dường như là HTC ấy, thì cái giao diện Sense 5 nó là nhẹ hơn nhưng ta dùng rất là thích và mượt mà. Và rốt cuộc là các bạn có nên nâng cấp lên giao diện Sense 5 được không? Cá nhân mình ấy là mình thích giao diện Sense 4 này, mình thích cái vẻ đẹp của nó. Nó làm tôn lên cái màn hình Full HD của mình hơn rất nhiều, nên chắc chắn là mình sẽ không nâng cấp lên. Tại vì sao? Vì Sense 5 cũng không đem lại quá nhiều sự khác biệt. Cái màn hình khóa của nó không còn những cái giao diện, những cái phím tắt trước đây truyền thống của HTC. Các bạn nên nhớ là cái vòng tròn này chính là cái thương hiệu tạo nên cái HTC hiện nay. Nó quá đẹp và rất nhiều giao diện nhà sản xuất, rất nhiều cái phần mềm trên Play Store đã cố gắng bắt chước lại được cái màn hình khóa này. Rồi cái Blink Fit này không thực sự hữu ích với người dùng Việt Nam. Về những cái thay đổi nhỏ về cái giao diện người dùng không có gì tạo nên cái sự ấn tượng của mình đối với giao diện Sense 4 này. Và tất nhiên đấy chỉ là góc nhìn của mình, và mình chỉ nói đây là giao diện Sense 5, đây là sự khác biệt về cái vẻ đẹp. Còn về cái chiếc HTC One này, các bạn có thể sau này khi HTC One được bán ra chính thức có thể đến 7S và trải nghiệm sau. Đừng quên HTC One hiện nay cũng đã đang cho đặt hàng tại trang 7s.com.vn. Và các bạn có thấy video hữu ích, đừng quên like, share với bạn bè, subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Và hôm sau có thể sẽ so sánh giao diện Sense 5 với Touch Switch mới của Samsung.